6. Khai ghé phải không? Dạ. Thế khai khai ghé phải không? Cái này có mùi lắm mà. Lâu này. Mấy hai bông. Thank you.
mình bỏ hả? Bỏ à? Cái này vải đó. Cái này nó ngon quá anh. Cái này không nên đâu. Cái này 10.000 thôi nhá. Cái này nở thối rồi. Đuôi nó coi lâu rồi. Cái thì cũng bỏ. Bỏ thì cũng dư đấy. Cái mày nó đi quá. Cái này có hai loại. Dân giống như kiểu rau 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 rút đấy nhỉ. Một bó này bao nhiêu tiền? Hả? Chưa ăn cái này bây giờ. Nhưng mà phải đi xa thì ai cũng biết ăn món này à? Anh chưa ăn bao giờ thì anh mới bảo là phải uống rồi. Hả? Cái này không. Cho nước sôi rồi là cho vào là trần qua à? Xong là lại mang đi xào. Này mày cái đồ canh bình thường. Mình ăn cũng có mùi đâu mà. Anh mấy con đó đấy. Không phải là mùi lắm đâu. Cái này nó chưng nở lắm. Ông này cũng có bánh bày hết. Cái này mình ngon mà. Chị ăn thử món mà. Ăn trước cái bà kia. Anh ăn thấy đắt chưa? Gần đây rồi. Cái này đắt nhỉ? 10.000 mà. Không phải 5.000 à? Chị dậy chưa? 10.000. Mày về nhà tập lên. Ủa mày về nhà tập lên cũng cúp tiền. Lấy vệ sinh đi kìa.
Cây kia.
Thank you.